Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác về một số cái mẫu quả tạo khoáng này ở trong máy lọc nước nhé, quả bù khoáng. Thì bên em thường là em cung cấp phân phối cho các bác, thì thường là các bác mua một bộ thì nó sẽ có 4 quả nhé. 4 quả thì sẽ là 4 màu khác nhau. Đây quả này, quả màu cam này, quả màu xanh này, quả màu trắng này, màu đỏ này. Mỗi một màu thì sẽ là một vị khác nhau. Khi mà các bác máy lọc nước mà các bác lắp thêm những cái quả tạo khoáng, quả bù khoáng này vào thì cái nước của nó sẽ rất là ngon. Đấy, bên em là phân phối rất là nhiều nhá. Có bác nào mà quan tâm thì cứ để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này, hoặc các bác có thể là alo trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200. Đây là hai số điện thoại chính của bên em, có cả Facebook và Zalo luôn. Các bác mà quan tâm thì các bác có thể là vào kết bạn Zalo với bên em để tham khảo tất cả các dòng sản phẩm trước khi đặt hàng nhé. Và tất cả các linh kiện thay thế để sửa chữa cho máy lọc nước thì bên em sẽ cung cấp cho các bác đầy đủ hết, từ máy lọc cho đến linh kiện, cái gì bên em cũng có hết. Mỗi một video thì em chỉ đăng tải riêng về một dòng sản phẩm để cho các bác nhà mình tiện quan sát và tham khảo thôi. Còn khi mà các bác đặt mua thì số lượng bao nhiêu cũng có nhá. Mẫu gì bên em cũng có hết, tất cả các linh kiện để thay thế cho máy lọc nước, từ quả lọc 1, 2, 3 cho đến quả RO, quả tạo khoáng. Đấy thì cái video này em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu quả tạo khoáng đây. Mỗi một bộ này các bác có thể là tham khảo là 3 quả nhá. Đấy, 4 quả, 4 quả 4 màu luôn này. Đây này. Đấy, đây 4 cái màu này. Màu trắng này, màu xanh nước biển này, màu đỏ này, màu xanh cốm này. Đấy, 4 màu thì sẽ là 4 cái vị khác nhau nhá. Khi mà các bác lắp quả bù khoáng vào rồi thì nước của các bác uống sẽ rất là ngon. Đây quả aqua này các bác này. Đấy. Mẫu mã rất là đẹp luôn ạ. Mỗi một quả là một màu nhá các bác nhá. Mỗi một màu sẽ là một vị nước. Đấy. Cực kỳ là ok luôn. Mỗi một quả là các bác đều có điểm cút hết, có điểm cút ở hai bên nhá. Có điểm cút vào hai bên và sẽ tặng và sẽ có kèm thêm là hai cái tai luôn. Mỗi một quả là sẽ có thêm được hai cái tai này các bác này. Đấy, sẽ có thêm hai cái tai này về để các bác lắp đặt nhá. Bên em phân phối cái số lượng rất là nhiều nên là đảm bảo là bao giờ cũng gửi sản phẩm tới tay các bác, bao giờ cũng là giá tốt nhất luôn. Có bác nào mà quan tâm thì các bác cứ alo trực tiếp tới bên em, đảm bảo là các bác sẽ mua được. Đối với những bác mà sửa chữa máy lọc trong gia đình, các bác mà có thể tham khảo về để tự làm thì kể cả một bộ là bên em cũng vẫn ship nhiệt tình luôn. Các bác đặt hàng bên em thì không cần phải đặt cọc tiền trước nhá, chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại thôi. Bên em sẽ gửi qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền các bác nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.